Về phần nghi lễ thì còn có 3 phần. Phần thứ nhất làm lễ cưới, phần thứ nhì làm lễ những người cao tuổi, phần thứ ba thì làm cái lễ trước giá ba miếu trà cao. Giờ bây giờ hỏi mày là ba cái nha. Chú chín
con thứ mấy? Dượng hả? Dượng thứ mấy nè? Tư hả? Rồi dinh dưỡng cho Dượng Tư. Hai đám điệu của bạn chết trong đó. Của mấy Dượng Tư? Dạ, người ta gọi nhập gia. Nè, bạn nè, không biết đâu, nè. Đại diện ở đây, con kéo rồi. Hãy chú Tám chiều theo. Bữa nay tôi quên đem cái tô hết theo á. Mọi người đưa ngủ chút dạ. Vậy rồi hai chú uống mấy ngủ cho sao rồi nghe lại chứ. Lấy cái sao? Vậy tử. Biết bọn nó đi. Bây giờ cái phần anh chị em, bây giờ anh chị bây giờ đúng rồi. Mình mổ quá. Mình đưa tôi nghe giùm cực cực. Bây giờ mấy chú mấy bác còn ai không? Nếu không còn thì tới anh chị em nè. Còn anh hai nó nữa nè. Bữa nay ngày vô của mình dân. Đó chú kìa. Đất con của hai tới đây là rất mừng ngày vui. Nhưng mà là có một quà lớn đâu ta có quà nhỏ nhỏ để tặng em mốt đó là để ngày vui tâm tâm hạnh phúc. Đúng là tôi trả cho rồi anh hai uống miếng rượu nè. Dạ. Còn ai không? Bây giờ còn anh chị em. Nhắn ly rượu có cái. Chú Tàu. Tâm tâm nhìn đây nè. Cười Tàu gọi như là 2 3. Chú Tàu. Ồ, quá đã. Quán quyền cái ống kính trường cũng quán quyền quen. Nào bây giờ chị uống thuốc cho. Đúng rồi. Có ai có. Dạ. Bây giờ tôi chúc em tâm năm hạnh phúc. Rồi. Anh Tư cầm đi rượu nhìn đây anh Tư. Rồi mấy rượu đi. Anh Tư nhìn đây nè anh Tư. Coi nhìn đây nè. 2 3. Rồi. Nhìn đây cười tươi. 2 3. Rồi. Chị út chế đi. Cầm ly cho mấy cái lễ. Nào cầm giùm em, cầm thôi, khoan hút. 50 ly. Rồi, chơi, 2, 3. Làm chứ. Rồi, bây giờ còn anh chị em nào thêm mời bước vô. Cầm ly lên. Đó, ở đây, nếu mà còn mày nữa nè. Dạ, không phải. Kẻ thù không ra thì chung. Đây là chú Ba. Chú Tiến Ba không có gì hơn. Nói chung là gửi trước là chúc cho cháu được trong năm mình tốt. Sau nữa cũng có món quà chúc cháu được vui vẻ ha. Sau nữa bảo cũng có cái thiệp của khách đảng thì cũng gửi cho cháu. Rồi. Nhận ly rượu chú ba nhìn đây chú ba. Người chú ba. Thành ba. Này phải là hai ly mới được. Bây giờ mình Khai lăng. Con ly nữa nè. Khác chút nữa. Con ly nè. Giờ đến cháu thì cũng có một món quà để cả cháu. Ở đây nữa là mình của chú Kháo. Chú Kháo kẹt thì đám cưới không có ai ra cho nhiều nữa. Đúng rồi, để quay phim và cùng tay tròn ra. Rồi, đứng thẳng người nè, đứng thẳng người với con mới là chính thức là bước vào ngưỡng cửa của gia đình thì con phải lại cha mẹ để báo cái chiếu thanh lành giáo dục. Rồi con bây giờ con quỳ lại hai lại cha, hai lại mẹ
Rồi giữ tay cho tròn ra.